Giá vàng hôm nay 25 tháng 11 tăng dựng đứng cả tuần, vàng nhẫn sát mốc 87 triệu đồng trên lượng. Phiên đầu tuần qua, SJC tăng 700.000 đồng ở cả hai chiều, niêm yết giá vàng nhẫn loại 1 đến 5 chỉ ở mức 80,5 đến 83 triệu đồng trên lượng, mua, bán. Tại Doji, giá vàng nhẫn 9.999 ở mức 81,4 triệu đồng trên lượng, chiều mua, tăng 400.000 đồng và 82,7 triệu đồng trên lượng, bán ra. Giá vàng miếng 9.999 tại SJC và Doji là 80 triệu đồng trên lượng, mua vào và 83,5 triệu đồng trên lượng bán ra. Các phiên sau đó, giá vàng trong nước điều chỉnh tăng, các cửa hàng kinh doanh vàng giới hạn bán ra. Trong hai ngày, nhẫn trơn và miếng SJC tăng hơn 2 triệu đồng, bán ra lên 84,5 triệu đồng trên lượng nhẫn và 85 triệu đồng miếng. Phiên ngày 20 tháng 11, giá vàng trong nước tiếp tục tăng vọt, vàng SJC và nhẫn trơn bùng nổ sát 86 triệu đồng lượng. Ngày 22 tháng 11, giá vàng nhẫn trơn và miếng SJC tăng dựng đứng cả triệu đồng lượng, mua vào lên 86 đến 86,7 triệu đồng trên lượng. Chốt phiên cuối tuần, SJC niêm yết giá vàng nhẫn loại 1 đến 5 chỉ ở mức 85 đến 86,5 triệu đồng trên lượng mua bán. Doji công bố giá vàng nhẫn 9.999 lên mức 85,6 đến 86,6 triệu đồng trên lượng mua bán. Giá vàng miếng 9.999 tại SJC và Doji là 85 triệu đồng trên lượng mua vào và 87 triệu đồng trên lượng bán ra. Tuần qua. Giá vàng miếng SJC tăng 3,5 đến 5 triệu trên lượng bán mua. Giá vàng nhẫn tăng khoảng 4,4 đến 5,6 triệu đồng trên lượng. Giá vàng thế giới chốt tuần giao ngay ở mức 2690 USD/oz. Giá vàng giao tương lai tháng 12 năm 2024 trên sàn COMEX New York ở mức 2693 đô la Mỹ trên AUS. Giá vàng thế giới tăng mạnh trở lại với mức tăng hơn 5,7% trong tuần và là mức tăng theo tuần mạnh nhất kể từ tháng 3 năm 2023. Giá vàng được hỗ trợ bởi căng thẳng leo thang giữa Nga và Ukraine cùng nguy cơ xung đột lan rộng. Theo một số nhà kinh tế, số liệu kinh tế kém khả quan như chỉ số niềm tin người tiêu dùng hay GDP quý 3 có thể củng cố kỳ vọng cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang, Fed, qua đó đẩy giá vàng lên cao. Nhà phân tích độc lập Jesse Colombo cho rằng giá vàng vẫn đang trên đà đạt mức cao kỷ lục mới so với USD và các loại tiền tệ toàn cầu lớn khác khi xem xét cùng với hiệu suất của đồng euro ông Trump có thể gây áp lực buộc phép phải giữ lãi suất ở mức cực thấp để thúc đẩy giá tài sản và tạo ra sự bùng nổ trong nhiệm kỳ của ông ấy, cũng như tăng chi tiêu để khiến nền kinh tế có vẻ như đang phát triển mạnh, ông Colombo nói. Tuần này, thị trường Mỹ có kỳ nghỉ lễ tạ ơn, ngày Black Friday và một số báo cáo kinh tế công bố, tác động tới giá vàng. Khảo sát vàng hàng tuần mới nhất của Kiko News cho thấy thị trường lạc quan về triển vọng giá vàng trong ngắn hạn. Dựa trên xu hướng gần đây, Chuyên gia này dự báo giá vàng sẽ dao động trong khoảng 2690 đến 2715 đô la Mỹ trên ounce. Rick Chekan, giám đốc điều hành của SS Strategies International, cho rằng giá vàng tuần này có thể tăng. Giá vàng có xu hướng tăng sau đợt bán tháo mạnh do bầu cử tại Mỹ, căng thẳng leo thang giữa Nga, Ukraine và nhu cầu mua vào mạnh mẽ khi giá ở mức thấp. Tuần này, nhà đầu tư sẽ tham gia thị trường nhiều hơn. Theo Mark Chandler, giám đốc điều hành tại Ban Nocburn Global Forest, mức tăng hàng tuần khoảng 5% bù đắp cho mức lỗ trước đó. Giá vàng đóng cửa trên 2.700 đô la Mỹ trên ounce báo hiệu giá vàng có thể tăng trở lại. Với diễn biến địa chính trị, giá vàng có thể tăng lên 3.000 đô la Mỹ trên ounce vào năm tới.